Tâm chào nhà đã đến kênh của Tâm nghe nha. Bữa nay Tâm đến với cái nhà là bữa cơm hàng ngày của Tâm cái nhà. Bữa nay Tâm có làm nhiều món để mời cái nhà cùng ăn cơm cái nha. Bây giờ Tâm quay sơ lược món giới thiệu món ăn cho nhà xem nha. Nhà đầu tiên là cái món dưa chua nha. Dưa chua này của nhà Tâm làm đó nha. Gồm có là có lòng muống, bồng bồn, ngó sen, củ cải, cà lót, rồi hành, đủ thứ luôn á nha, rất là hấp dẫn nha. Đó, Tâm có múc là mày này nè cả nhà, thấy hấp dẫn không? Rồi sau đó Tâm có chiên mớ thịt nữa nha. Đó. Rồi sau mà có nấm, nấm với bắp xào nữa nha. Rồi nước mắm thằng Thánh rồi nha. Còn dưa chua Tâm múc lên á nha. Đó, này là cơm. Tâm quay sẽ lựa cho nhà thấy nha. Rồi giờ bắt đầu vô mình ăn thôi nha. Rồi nhà giờ bắt đầu Tâm vô mời cái nhà ăn nha. Rồi, cơm nha. Rồi. Đầu tiên Tâm mời cái nhà cũng ăn cơm nha, miếng thịt nha nhà, thịt lam nha. Chấm vô nước mắm nè. Quá hấp dẫn rồi nha, lâu ở nhà nha. Quá êm nha. Mà miếng cái nhà miếng dưa chua nha, nhà làm rất là ngon nha. Nhà làm rất là ngon nha. Rồi. Quá em nha. Dưa chua này nha, làm có bồng bồng này, nó sen đó nha, rất là ngon nha. Cái này là có sen đó nha. Có nấm á nha, nấm đùi gà nha, đùi gà xào á nha. Bữa cơm hàng ngày của Tâm đơn giản vậy thôi nha. Non xào cũng ngon nha. Thank you.
tâm mà ăn tới đây cũng no nha, cho tâm kết thúc đây nha. Thì cái nhà mà thấy cái món mà món ăn của tâm mà cái nhà ăn cơm ngon thấy thú vị nha, và thấy ngon thì cho tâm một đăng ký, một like chia sẻ nha, để cho tâm nhiều động lực làm những clip hay cho nhà xem nha. Tâm chào nhà, hẹn cả nhà lúc sau nha.